Bất động sản Nha Trang đứng trước cơ hội vàng dành cho các nhà đầu tư. Mỹ Luân chuyên hỗ trợ tư vấn đầu tư bất động sản ở tại thị trường Khánh Hòa. Xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị quý nhà đầu tư trong video ngày hôm nay. Và nội dung video ngày hôm nay luôn muốn gửi đến tất cả các anh chị đó là bất động sản ở tại Nha Trang đang là cơ hội vàng dành cho tất cả các nhà đầu tư. Bởi vì sao ạ? Theo định hướng phát triển của tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 thì tỉnh Khánh Hòa sẽ là thành phố trực thuộc trung ương thứ 6 của cả nước, và thành phố Nha Trang sẽ là đô thị hạt nhân của tỉnh Khánh Hòa. Kèm theo đó là sẽ có hai thành phố, hai cái khu đô thị lớn nữa, đó là Cam Ranh và Vân Phong. Vậy thì bất động sản ở tại thành phố Nha Trang sẽ là một cái điểm mà là một cơ hội vàng dành cho các nhà đầu tư trong thời gian tới. Chúng ta sẽ đi dạo một vòng để xem thành phố Nha Trang có những ưu điểm gì để thu hút nhiều nhà đầu tư đến thế. Điểm thứ nhất đó là thành phố Nha Trang sẽ là đô thị hạt nhân của tỉnh Khánh Hòa khi mà Khánh Hòa lên thành phố trực thuộc trung ương. Điểm thứ hai đó là Nha Trang sở hữu một cái ưu thế, đó là một cái bãi biển dài là 10 km và trong một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới, thu hút rất là nhiều các cái khách du lịch về đây để có thể là thỏa sức mình để tắm biển, để tận hưởng cái không khí biển ở tại thành phố Nha Trang. Điểm thứ ba đó là tỉnh Khánh Hòa đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương và thành phố Nha Trang là đô thị hạt nhân phát triển về khu vực phía Bắc và phía Tây. Thế thì sẽ có những cái nguồn vốn đầu tư công phát triển về cơ sở hạ tầng, giao thông thì sẽ mở rộng về phía Bắc và đặc biệt là phía Tây của thành phố Nha Trang. Đặc biệt là ở phía Tây của thành phố Nha Trang thì hiện tại đang có rất là nhiều các khu đô thị và mỗi năm trôi qua thì tỷ lệ lấp đầy của những khu đô thị này ngày càng phát triển, ngày càng có nhiều cư dân về đây sinh sống. Điểm danh một tí về bất động sản, tại sao đặt ra câu hỏi là bất động sản ở Nha Trang là cơ hội vàng dành cho các nhà đầu tư, bởi vì luôn đi sơ lược một số các thành phố, một số các khu đô thị ở những cái thành phố mà thuộc tốt tương đương với Nha Trang thì giá bất động sản ở Nha Trang vẫn còn đang rất là tốt dành cho các nhà đầu tư. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn lên màn hình để chúng ta có thể là hình dung được trên bản đồ Việt Nam thì những cái địa danh mà luôn muốn nhắc đến. Bây giờ thì xin mời tất cả các anh chị hãy theo dõi hết video này để chúng ta có thể là phân tích giá của bất động sản ở những nơi mà đang có cái vị trí tương đương so với thành phố Nha Trang nhé. Bây giờ chúng ta sẽ điểm danh qua một số các khu đô thị của một số vùng sẽ tiệm cận và chúng ta sẽ so sánh với thành phố Nha Trang xem thử giá bất động sản ở tại cái khu đô thị ở tại thành phố Nha Trang, đặc biệt là có cái xây đồng bộ về cơ sở hạ tầng và giao bàn giao nhà, bàn giao phần thô để đón chào các cư dân. Thì trên bản đồ Việt Nam chúng ta sẽ thấy là ở Vân Đồn Quảng Ninh, ở Vân Đồn Quảng Ninh sẽ có một khu đô thị đó là Sonasi, thời hạn sử dụng đất sẽ là 50 năm và ở đây sẽ có là shop house liên kế và biệt thự xây dựng 6 tầng và một hầm. Giá ở đây đang dao động đó là giá ở đây đang dao động trên các sàn bất động sản.com đang rao đó là từ 10 cho tới 16 tỷ trên một căn. Vâng, đó là về Vân Đồn Quảng Ninh. Thứ hai đó là chúng ta sẽ đi đến với Hải Phòng, đó là khu đồi Rồng Đồ Sơn, sở hữu 70 năm và sản phẩm đó là shop house liên kế và xây 4 tầng, 4 đến 5 tầng. Giá ở khu vực này đang dao động là từ 14 cho tới 16 tỷ trên một căn. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến là Guanara ở Hội An. Thì hiện tại ở Guanara Hội An thì giá dao động từ 8 cho tới 15 tỷ trên một căn. Và ở đây thì sẽ sở hữu lâu dài. Sản phẩm ở đây sẽ là shop house liên kế xây dựng từ 4 cho tới 5 tầng. Và tiếp đến nữa thì chúng ta sẽ đến đó là ở Nha Trang. Nha Trang thì hiện tại có rất là nhiều các khu đô thị như là ở VCN, ở An Bình Tân, ở Lê Hồng Phong, vân vân, có rất là nhiều các khu đô thị. Tuy nhiên là các khu đô thị này hầu như là các chủ đầu tư sẽ bán đất nền và nhà đầu tư họ sẽ tự do xây dựng theo cái thiết kế của chủ đầu tư, chứ chủ đầu tư không có xây dựng đồng bộ. Vì thế nên là chúng ta sẽ so sánh với một giá, vì thế nên chúng ta sẽ so sánh với lại một khu đô thị
thuộc về Cam Ranh, đó là Ken Paradise, thì với diện tích là 120 m², giá hiện tại đang chào bán ở Ken Paradise là từ 9 cho tới 25 tỷ. Và thêm một cái khu vực nữa mà Luân đã bước chân đến, đó là Phú Quốc, có một cái khu đô thị đó là VinWonder. Và ở khu này thì Vingroup họ đã xây dựng theo cái thiết kế Địa Trung Hải, thì ở đây giá dao động trên bất động sản .com đang giao là 91 m², thì giá hiện tại đang dao động là từ 13 cho tới 20 tỷ. Vâng, đó là dạo quanh một số các khu đô thị trên các tỉnh thành ở Việt Nam, có biển và có những khu đô thị xây dựng theo một cái thiết kế chung đồng bộ và đang bán trên thị trường. Vậy thì hiện tại ở tại thành phố Nha Trang, luôn muốn gửi đến tất cả các anh chị quý nhà đầu tư một cái khu đô thị mà hiện tại đang có một cái thiết kế theo phong cách của châu Âu, theo phong cách của Địa Trung Hải, của ba nền văn minh đó là Ý, Tây Ban Nha và Hy Lạp. Đây là một khu đô thị mà sẽ thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư trong thời gian này và thời gian sắp tới. Và so sánh với những khu đô thị mà chúng ta vừa mới đi qua, thì khu đô thị Mozzanico mà luôn muốn gửi đến tới tất cả các anh chị với những cái thiết kế vô cùng hiện đại, và chúng ta có thể là sử dụng khai thác với 5 tầng công năng, và giá chỉ dao động là từ 6 tỷ 3 cho tới là 7 tỷ 1. Chúng ta sẽ thanh toán theo tiến độ là 28 tháng. Vâng, đó là một số các khu đô thị mà luôn muốn điểm danh để gửi đến tất cả các anh chị với nhà đầu tư. Nếu như các anh chị đang quan tâm đến bất động sản ở tại Nha Trang, ở tại Khánh Hòa, thì các anh chị đừng quên hãy đăng ký kênh của Mỹ Luân để chúng ta có thể là giao lưu, hoặc là các anh chị có thể bóc máy lên gọi số điện thoại của Luân ở bên dưới. Và Mỹ Luân sẽ rất là vui khi nhận được những phản hồi, những ý kiến cũng như là những cần cái sự hỗ trợ các thông tin, hoặc là những thông tin hoặc là đầu tư từ các anh chị quý nhà đầu tư. Cảm ơn tất cả các anh chị đã luôn ủng hộ kênh của Mỹ Luân Bất Động Sản ở tại Khánh Hòa, luôn đang hiện diện trên tất cả các kênh thông tin như là YouTube, Facebook, Zalo, fanpage, vân vân. Đó là những cái kênh mà luôn đang hiện diện để luôn liên tục cập nhật thông tin và hỗ trợ đến tất cả các anh chị với nhà đầu tư. Và nếu như các anh chị yêu quý luôn thì đừng quên hãy cho luôn đăng ký kênh của luôn nhé. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong những video sau.